Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 49, sau khi chí tôn cốt của Thạch Hạo được thai nghén trong hồ Niết Bàn, đã tỏa ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, rung động cả khu vực xung quanh. Tiểu Hồng thấy động tĩnh cũng xuất hiện trước mặt hắn, hai mắt chớp chớp hết thảy là kinh ngạc. Mà sau quá trình này, hồ Niết Bàn cũng đã cạn nước, chỉ còn lại dung nham không ngừng tuôn trào như nước suối, nơi Chu Tước Thái Cổ Niết Bàn sinh ra huyết thanh ẩn tàng bên trong hỏa vực. Cứ cách khoảng một thời gian thì sẽ có một giọt thẩm thấu vào trong Hỏa Hoàng Cung và rồi xuất hiện ở nơi đó trên không trung. Hồ Niết Bàn chính là được hình thành và tích lũy trong tháng ngày như vậy. Lúc này, đạt thân thạch chặn lấy nguồn suối trên hư không kia, không ngừng hấp thụ nó, huyết thanh lẫn bên trong dung nham tựa hồ như thức ăn của nó vậy. Huyết thanh Niết Bàn thật sự rất kinh người, những đoạn xương trong cơ thể Thạch Hạo bị chấn gãy thì khi hấp thu một giọt huyết thanh này thì bắt đầu nổ vang, xương cốt được nối liền và tầm bổ sinh khí. Mấy ngày sau đó, Thạch Hạo và Đả Thần Thạch đoạt được thêm mấy giọt huyết thanh Niết Bàn, hoàn toàn chữa trị cơ thể và bổ sung thêm những tinh hoa mà thân thể bị tiêu hoa. Hắn đã khôi phục tới đỉnh cao, vô cùng mạnh mẽ. Thạch Hạo tiếp tục tiến sâu vào bên trong, trước mặt hắn lúc này bức tường thần ma, thoạt nhìn có màu xám tro, không có màu sắc sặc sỡ gì cả, chỉ là một phong cách cổ vô cùng tang thương. Những thứ được điêu khắc bên trên cửa đá vô cùng chân thật, cứ như có linh hồn vậy. Hắn đẩy cửa bước vào, nơi đây tràn ngập khí tức cổ xưa, mà lúc này sân thi đấu hiện ra, chỉ có đột phá 108 cửa ải, thắng liên tiếp 108 sân thi đấu thì mới có tư cách đi tới con đường phía trước. Thạch Hạo cất bước tiến nhanh vào sân thi đấu, vừa mới bước vào lập tức nghe được những tiếng gầm gừ của mãnh thú hồng hoang, phản phất như bản thân đang ở bên trong đại hoang. Hắn một mạch tiến vào, thoáng chốc đã lấy mạng được hơn 100 con thần thú, mà những sinh linh này đều đã đạt đến minh văn cảnh. Mỗi một con hung thú đều là một tờ giấy ố vàng, sau khi bị đánh giết thì tự bốc cháy giữa trời cao hóa thành tro tan. Thạch Hạo vô cùng mạnh mẽ, tựa như lần nữa tiến vào tổ côn bằng ở Bắc Hải, đại khai sát giới, đối mặt với địch ở khắp nơi, một người đơn độc tàn sát hết thảy cường giả. Đột nhiên, một tiếng rít gào trầm thấp truyền tới, nơi xa nhất của sân thi đấu sáng lên một đôi mắt đầy đáng sợ, tràn ngập vẻ điên cuồng và sát ý, cứ như là thủy triều ầm ầm vào tới. Đây là một con bạo viên đầu bạc, đi chân chân, mạnh mẽ cực kỳ, cứ như là một ngọn núi nhỏ, có thể cao tới 10 trượng. Thoạt nhìn đã biết được nó là sinh linh thuần huyết, chính là Chu Yếm Thái Cổ. Gào, Chu Yếm rít gào rồi nhanh chóng vọt tới, cường mãnh và thổ bạo, nâng quyền đánh tới mang theo một luồng khí tức điên cuồng, phù văn đầy trời ầm ầm cuốn tới. Thạch Hạo nâng quyền đáp trả, nó vẫn không có tránh né mà chọn phương thức lấy cứng chọi cứng. Sân thi đấu màu đen như xảy ra động đất, những tiếng nổ vang vang lên, trời đất rung chuyển. Lúc này thì Đả Thần Thạch xuất hiện, bình thường nhìn nó có vẻ ngốc nghếch, vậy mà giờ nói ra tiểu sử của Chu Yếm vanh vách. Khối đá này trước kia giả điên giả ngu, bây giờ nhìn lại tuyệt đối nó không phải là như thế. Bên những việc bí ẩn không hề ít nhen, Chu Yếm có 72 phép thần thông biến hóa, thuật luyện thể của nó vang dội cổ kim, ở thời đại thái cổ có thể xé rách thần ma, dùng chư thiên cường giả làm thức ăn. Dưới cái nhìn của nó, Thạch Hạo có thể dùng thân thể chống lại Chu Yếm, chuyện này quả thật biến thái trong biến thái. Chu Yếm lúc này vỗ ngực hừng hực khí thế, đấm một quyền về phía Thạch Hạo, rất nhanh hắn đã né tránh được, thế nhưng bỗng nhiên bản thể của hắn xuất hiện. Nguyên lai là do Chu Yếm hóa thành, vốn là một trong 72 phép biến hóa của nó. Từ xa nhìn lại chỉ thấy hai tên Thạch Hạo không ngừng đấu đá lẫn nhau. Phù văn trên người Thạch Hạo sáng lên, một con toan ghê tỏa ra kim sắc quang mang mãnh liệt xuất hiện phía sau hắn. Tên Thạch Hạo pha kè phía đối diện cũng bắt chước theo biến ảo, bất quá cũng không phải mô phỏng theo toan ghê, mà là trực tiếp hóa thành một mảnh lôi hài, tự thân giống như lôi công. Ở nơi đó gõ một tấm đại cổ, bắn ra chớp giật đối chọi lại. Thạch Hạo lòng bàn tay lần thứ hai phát sáng, một đầu màu vàng chim băng bay ra, ngưng tụ lực ở bàn tay trực tiếp đánh xuống. Oanh một tiếng, hai người cứng rắn chống đỡ, trời lòng bất lờ. Đây là một loại xung kích cực lớn. Quân bằng dương cánh, khả kích nứt vạn cổ thành thiên thập phần khủng bố. Sau một hồi giao tranh, Chu Yếm nhận cái kết thất bại, toàn thân máu me be bét, hóa thành tro tan. Sau khi lấy mạng Chu Yếm, Thạch Hạo và Đả Thần Thạch đi ra giác đấu tràng, rời khỏi cánh cửa đá này. Lúc này, sau một quãng thời gian dài tẩy lễ, Hỏa Linh Nhi cũng phá kén xong, từ trên không trung hạ phàm tựa tiên nữ giáng trần. Nàng vận một bộ cánh mới màu đỏ, sau lưng xuất hiện hai cánh chu tước không ngừng chuyển động. Sau quá trình này, thân thể thay đổi không ít, khuôn mặt bầu bĩnh kia giờ đã trở nên thon gọn, đường nét vô cùng sắc sảo. Đây chính là tiêu chí của huyết thống đã thức tỉnh toàn diện. Hỏa Linh Nhi Niết Bàn rất thành công, đã đánh thức tiềm năng mạnh mẽ nhất trong cơ thể, từ nay về sau một bước lên trời. Mấy ngày tiếp theo, cả hai đi tới phần cuối của cung điện khổng lồ này. Ở đấy nhìn thấy một hang lửa bốc cháy hừng hực, một cọng linh vũ đỏ tươi đến chói mắt, giống như là kiếm thần đứng sừng sững che ở cửa hang. Đến đây thì hết tập 50 Thế Giới Hoàn Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.